Chelsea đánh rơi chiến thắng, Barca ngậm ngùi rời cuộc chơi. Lượt đấu cuối cùng vòng bảng cúp C1 châu Âu Champions League diễn ra vào rạng sáng mùng 9 tháng 12 tại các bảng E, F, G và H đã có nhiều bất ngờ. Zenit 3-3 Chelsea. Vòng đấu trước, Chelsea đã hạ gục Juve với tỷ số 4-0 để leo lên ngôi đầu bảng H. Lợi thế thuộc về The nhưng họ vẫn phải đánh bại Zenit mới có thể chắc chắn giữ được vị trí này. Niềm tin chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel càng được củng cố khi họ vượt lên ngay từ phút thứ hai nhờ công tiền đạo Timo Werner với pha đệm bóng cận thành đơn giản. Tuy nhiên, Junis không hề buông xuôi mà còn vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một nhờ công của Claudinho 38 và Akmal 41. Bước sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Kết quả là họ tái lập ưu thế dẫn bàn sau các pha dứt điểm thành công của Lukaku 62 và Werner 85. Những tưởng chiến thắng đã nằm trọn trong tay Chelsea thì Otto sáng với cú bắt vô lê đẹp mắt ở sát vòng 16m50 của đội khách. Qua đó quân bình tỷ số 3-3 cho chủ nhà. Hoa đáng tiếc, Chelsea 12 điểm, mất ngôi đầu bảng vào tay Juve 15 điểm. Đội có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Mamo trong trận đấu còn lại của bảng. Trong khi đó, Chinich 5 điểm xuống chơi ở Europa League, Bayern Munich 3-0 Barca. Ở lượt trận cuối này, Barca vẫn có quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng knockout. Đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Xavi tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân quan trọng đến nước Đức. Về phần mình, dù đã chính thức có được tấm vé vào vòng trong từ sớm với tư cách đội nhất bản nhưng Bayern Munich vẫn muốn cống hiến một trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ. Nhà đương kim vô địch băng Liga đã ác phía thành công đại diện Tây Ban Nha. Đội chủ sân Allianz Arena không cần tấn công quá dồn dập nhưng vẫn chọc thủng lưới thủ thành Ter Stegen đến 3 lần bởi các pha làm bàn của Müller 34, Sen 43 và Mujala 62. Thất bại này khiến đội bóng xứ Catalonia mất vị trí thứ hai vào tay Benfica và phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League. Ở trận cùng giờ, đại diện Bồ Đào Nha đã dễ dàng vượt qua Dynamo Kiev với tỷ số 2-0. Như vậy, thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên sau 17 năm, Barca sẽ không góp mặt ở cúp C1 châu Âu Champions League. Bản ép còn cạnh tranh khó lường, với việc ra sân cùng một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị xen kẽ với các cầu thủ trẻ. Mua không thể thắng trong trận đấu thứ hai dưới thời huấn luyện viên Rafa và phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Giang Boy. Chí điểm trên sân Old Trafford, Quỷ Đỏ vẫn đi tiếp với ngôi đầu, trong khi đó Giang Boy chắc chắn xếp bét bảng. Trận đấu còn lại ở bảng F giữa Atalanta 6 điểm và Villarreal 7 điểm đã bị hoãn lại do tuyết rơi quá dày ở Italia. Hai đội bóng này hiện vẫn còn nguyên cơ hội cho tấm vé vào vòng mùng 1 tháng 8 ở bảng này. Kết quả loạt trận cúp C1 châu Âu Champions League ngày mùng 9 tháng 12, Bayern Munich 3-0 Barca, Benfica 2-0 Dynamo Kiev mua một một gian boy atalanta Villarreal hoãn sandburg một không sevilla woodsburg không balilla juve một không mamo chinik ba ba chelsea bảng xếp hạng